Thưa quý vị, có một cái điều rất bất thường, đó là theo tố cáo của ông Liên Khui Thìn, bản án vụ Epco Minh Phụng cho đến nay đã có hiệu lực 21 năm, nhưng đến nay việc thi hành án đối với các bản án của Tòa án Nhân dân trong vụ Epco Minh Phụng vẫn chưa xong, và điều đó đã gây khó khăn cho ông Liên Khui Thìn. Vì ông Liên Khui Thìn cho biết ông đã bị tước các cái quyền dân sự đối với tài sản cũng như cổ phần tại các công ty mà trước đây ông nắm giữ cổ phần với tư cách người thành lập, trong đó hầu hết các cái tài sản của ông Liên Khui Thìn là nhà đất có giá trị rất lớn đã bị một số cá nhân và nhóm lợi ích chiếm đoạt một cách trái pháp luật. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, ngày 29 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Văn phòng phía Nam đã ra quyết định khởi tố cái vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Epco thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị liên quan. Thưa quý vị, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cơ quan này nhận được đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, 68 tuổi, thường trú tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, về việc có một số cá nhân đã lợi dụng thời gian ông Liên Khui Thìn chấp hành bản án phạt tù đã có những cái hành động chiếm đoạt tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Epco và công ty trách nhiệm hữu hạn An Khánh cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Long. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói trước đây, cái vụ việc này tưởng chừng nó đã chìm xuồng, nhưng không hiểu một cái lý do gì sau hơn 15 năm thì vụ án này đã được khởi tố để điều tra lại liên quan tới cái việc tài sản của nhà nước bị thất thoát một cái số lượng lớn. Và một cái điều giới phân tích cho rằng đây là một câu chuyện rất lạ, nó không phải là một câu chuyện mới, mà cái câu chuyện này đã xảy ra 15 năm trước đây, đã từng bị lật tẩy nhưng người ta đã cố ý làm cho nó chìm xuồng. Trong khi đó, cách đây 15 năm, thưa quý vị, vào cái thời điểm 2006 thì truyền thông nhà nước đã dồn dập đưa tin những cái khuất tất xung quanh vụ án này, đặc biệt là trong cái vấn đề xử lý tài sản thi hành án của cái vụ án liên quan tới công ty Epco Minh Phụng với một cái số tài sản khoảng 6 triệu đô la Mỹ và 32 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Đó là một cái số tài sản khổng lồ. Tại sao một cái vụ án 15 năm đầy nghi vấn kinh khủng như vậy mà bây giờ mới được lật lại? Hơn thế nữa, nhiều ý kiến cho rằng vụ án này mà lật lại toàn bộ hồ sơ thì có rất nhiều các cái quan chức cao cấp sẽ vô tù, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng trong giai đoạn đó với cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo giải quyết tài sản thi hành án của cái vụ án Epco Minh Phụng. Thưa quý vị, có một cái điều đặc biệt hơn, giới phân tích cho rằng giữa cái bối cảnh mà sau đời 13, ông Phạm Minh Chính và ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang có những kế hoạch bành trướng thế lực chính trị của họ từ khu vực miền Tây tràn về khu vực Sài Gòn, với một cái quyết tâm của ông Ba Dũng cùng như ông Phạm Minh Chính sẽ thâu tóm cái quyền lực chính trị tại Sài Gòn. Thưa quý vị, giữa lúc đó thì đang có những cái mắc mớ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng đã được nóng lên bởi những cái thông tin liên quan tới một cái cuộc họp mà do Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì vào tháng 6 năm 2019 với sự tham dự của rất nhiều các ủy viên Bộ Chính trị thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội 12. Cụ thể có một số nhân vật như Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình, Phạm Minh Chính và một số các cái đại gia Đông Âu. Người ta bàn bạc về một cái kế hoạch được cho là tái khôi phục quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng sau Đại hội 13. Và thưa quý vị, nó là nguồn cơn tại sao cái vụ án liên quan tới Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, là con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một người được đánh giá là linh hồn của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng, đã được Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lật lại hồ sơ vụ án cho Bộ Công an tiến hành điều tra lại và bác bỏ toàn bộ những cái khiếu nại của Bộ trưởng Công an Tô Lâm
trong việc đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với Đại tá Nguyễn Duy Linh. Bởi vì theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, không có đầy đủ các cái bằng chứng cũng như vật chứng để có thể kết tội cho Đại tá Nguyễn Duy Linh trong việc nhận hối lộ một cái số tiền từ 3 tới 5 triệu đô la mà người đưa quà cho Đại tá Nguyễn Duy Linh không ai khác, đó là Phan Văn Anh Vũ. Và thưa quý vị, có những cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cái thế lực chính trị ở Sài Gòn đang chịu các cái sức ép tấn công từ phe của ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tấn Dũng. Và có những tin cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bật đèn xanh cho tập đoàn chính trị ở Sài Gòn đứng đầu là ông Lê Thanh Hải, đã tiếp cận với ông Liên Khuy Thìn, một cái tư sản người Việt gốc Hoa. Mà nhiều quý vị đã biết, ông Lê Thanh Hải là một người có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn hiện nay. Và thưa quý vị, nhiều người đặt cái câu hỏi cho rằng thế và lực của ông Lê Thanh Hải hiện nay ra sao, liệu có thể trụ vững hay không? Thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng vừa qua tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan được coi là một cái sân sau của ông Lê Thanh Hải đã đặt một cái số lượng vaccine 5 triệu đốt từ Trung Quốc. Đồng thời bà Trương Mỹ Lan đã xây dựng 3 cái bệnh viện dã chiến tại Sài Gòn. Những cái hành động như vậy chúng tôi giới thiệu thì quý vị cũng biết sức mạnh của Lê Thanh Hải hiện nay ra sao. Thưa quý vị, trở lại một cái nội dung chính tương đối quan trọng, đó là báo Sài Gòn Giải Phóng, tiếng nói của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng một cái loạt bài liên quan tới một cái chủ đề của vụ án Minh Phụng Apple đã đi về đâu. Loạt bài này có 5 bài, trong đó đã tố cáo các cái sai phạm mà người ta cho rằng do sự buông lỏng quản lý của các cấp lãnh đạo, nhà nước cũng như chính phủ đã khiến cho một cái phần lớn tài sản của ông Liên Khuy Thìn và công ty Apple Minh Phụng có cái giá trị vào thời điểm năm 2003 khoảng 2.000 tỷ đồng đã bị lọt sổ, và hiện nay nó đang nằm trong tay một số cá nhân, mà những cá nhân đó có liên quan tới một số lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, vụ tiêu cực trong vấn đề xử lý tài sản khi hành án của vụ án Apple và Minh Phụng đã cho biết năm 2006, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo lên Thường trực Thành ủy và các cơ quan liên quan về kết quả điều tra ban đầu việc vi phạm pháp luật trong vụ việc thi hành án vụ án Apple Minh Phụng. Cơ quan thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra đã cho thấy chấp hành viên Bùi Liên Hiệp, trưởng phòng thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Đường Vĩnh Phúc đã có cái dấu hiệu làm trái với bản án phúc thẩm số 05 hình sự phúc thẩm ngày 12 tháng 1 năm 2000 của tòa án phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, ra quyết định thi hành án không báo cáo về cơ quan có thẩm quyền và tham gia thi hành án một cách trái pháp luật. Theo đó, việc thi hành án dân sự, thẩm phán tòa án dân sự đã ban hành các cái quyết định trái pháp luật, tạo điều kiện cho các hộ dân được chuộc lại hơn 30.000 m2 đất mà công ty Apple đầu tư tại cái phường An Phú, quận 2, gây thiệt hại cho Apple và Ngân hàng Công thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh gần 9 tỷ đồng vào thời điểm năm 2000. Đồng thời, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên là Thủ tướng Chính phủ, từng là trưởng ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Apple Minh Phụng, được thành lập theo quyết định số 56 quyết định Thủ tướng ngày 15 tháng 1 năm 2002. Theo quyết định này cho biết vụ án đặc biệt về giá trị tài sản phải thi hành án. Theo đó, các cái bị cáo và các doanh nghiệp thuộc hai nhóm Apple Minh Phụng phải bồi thường cũng như thanh toán các cái khoản nợ cho 6 ngân hàng thương mại: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Incombank nay là Vietinbank, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank, Sài Gòn Công thương Ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định với số tiền 6.000 tỷ đồng và 32,6 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, báo Sài Gòn Giải Phóng
đã dẫn một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 28 tháng 8 năm 2006. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tư pháp, Thường trực Ban chỉ đạo thi hành phần tài sản vụ án Epco Minh Phụng đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc kiểm tra công tác thi hành án vụ án này. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu cần phải làm rõ những cái phản ảnh về việc thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Thủ tướng, đang có rất nhiều dấu hiệu tiêu cực trong vấn đề xử lý tài sản của công ty Epco Minh Phụng. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, tại thời điểm đó, thông tin từ một số báo chí cho thấy các cái chấp hành viên thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã có các cái hành vi lén lút xử lý tài sản công ty Epco cũng như các cái sở đất tại quận 2 Sài Gòn. Mặc dù các cái tài sản này không được tòa giao cho thi hành án xử lý. Ngoài ra, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ về yêu cầu các cơ quan tư pháp thành phố Hồ Chí Minh phải làm rõ có hay không một phần lớn tài sản của Liên Khư Thìn trị giá 2.000 tỷ đồng đã bị lọt sổ và hiện nay đang nằm trong tay một vài cá nhân khác có quan hệ với các quan chức cao cấp. Thưa quý vị, trong loạt bài của báo Sài Gòn Giải Phóng đề cập tới những cái câu hỏi đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trưởng ban chỉ đạo giải quyết thi hành án tài sản của cái công ty Epco Minh Phụng. Bài thứ nhất đề cập tới vấn đề ai đã để hơn 100.000 m2 đất ở Vũng Tàu rơi vào tay một người đàn bà không có vốn. Theo đó, căn cứ vào một cái bản phụ lục kèm theo bản án hình sự phúc thẩm số 05 hình sự phúc thẩm của Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 12 tháng 1 năm 2000, tuyên phần thi hành án dân sự bao gồm 400 tài sản của Minh Phụng và Epco phải thu hồi để trả nợ cho các cá nhân và tổ chức liên quan tới những tài sản hàng ngàn tỷ đồng. Thế nhưng, khối tài sản khổng lồ này thời gian qua đã được mua bán như thế nào? Ngân sách nhà nước và tài sản của các cá nhân thu hồi được đến đâu? Ai đã thực sự được hưởng lợi? Đó là những vấn đề báo Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng đặt ra qua một cái loạt bài điều tra gồm 5 bài. Theo đó, chỉ riêng tại cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích đất được kê biên phát mãi là gần 2 triệu m2. Vậy một cái câu hỏi cần phải làm rõ là ai được mua và cái việc mua bán đất phát mãi được thực hiện như thế nào? Một cái câu hỏi đặt ra là vậy chấp hành viên Trần Văn Hảo có làm trái pháp luật hay không? Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sau khi xem xét đơn khiếu nại của Epco về cái sự ngăn chặn này của chấp hành viên Trần Văn Hảo, thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã có văn bản số 330 kiểm sát thi hành án kiến nghị hủy bỏ công văn của chấp hành viên Trần Văn Hảo. Theo nội dung văn bản này, thì việc chấp hành viên Trần Văn Hảo dựa trên đơn khiếu nại của đại diện Liên Khư Thìn để ra các quyết định ngăn chặn Epco chuyển dịch tài sản là một điều không đủ cơ sở pháp luật, trái với bản án đã tuyên, đồng thời cản trở việc công ty Epco thu hồi số tiền mà ông Liên Khư Thìn đầu tư trên cơ sở đất tại quận 2 để thi hành án. Và cuối cùng, chấp hành viên Trần Văn Hảo buộc phải ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận 12 yêu cầu hủy bỏ việc ngăn chặn trái pháp luật này, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Đình Đạt. Thưa quý vị, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đến đây một cái câu hỏi được đặt ra là chấp hành viên Trần Văn Hảo có làm trái pháp luật qua hành vi ngăn cản thi hành án các lô đất vừa kể hay không? Mà tại văn bản số 392 của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố báo cáo việc tố cáo của Epco đối với việc thi hành án dân sự khẳng định việc ngăn chặn này của chấp hành viên Trần Văn Hảo hoàn toàn trái với pháp luật, có lợi cho một số cá nhân. Thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng đó là ở cái loạt bài số 5 của báo Sài Gòn Giải Phóng, theo đó tài sản thì thất thoát, tiền thu thi hành án cũng mất tầm. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, theo bản án đã tuyên, việc thi hành án phần tài sản của Minh Phụng và Epco nó có liên quan đến cái việc thế chấp cho các ngân hàng và tất cả đều phải được thu hồi giao lại cho các ngân hàng để khắc phục hậu quả
mà các bị cáo đã gây ra. Vậy mà không hiểu lý do gì, kể từ khi có bản án số 05 hình sự phúc thẩm ngày 12 tháng 1 năm 2000 của tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực, kể cả cho đến hôm nay, nhiều ngân hàng vẫn chưa nhận được các khoản tiền từ thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi, và người ta hỏi cái số tiền thu hồi từ thi hành án của thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đang nằm ở đâu hay rơi vào túi ai. Và thưa quý vị, đó là cái tình trạng cuối cùng các ngân hàng phải đi đòi nợ đối với cơ quan thi hành án. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, theo số liệu dư nợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2006, các cái khoản nợ của công ty EPCO tại Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương Việt Nam với khoản nợ là 254.895.519.000 đồng, nợ lãi và phí gồm 1.495.999 và phí gồm 1.495.999.590 đồng và 376.590 đô. Giá trị tài sản thế chấp mà ngân hàng còn giữ chưa bán được là 21.567.464.000 đồng. Ngoài khoản này, theo bản án, số tiền mà EPCO đầu tư vào hơn 200.000 m2 đất ở quận 2 và quận 9 được giao cho EPCO thu hồi trả nợ cho ngân hàng cũng được coi là một cái khoản có để xóa nợ cho EPCO. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ với EPCO để đòi nợ bất thành, thì Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương Việt Nam qua loạt bài điều tra của báo Sài Gòn Giải Phóng với nhan đề phát hiện một vụ tiêu cực tại cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó mọi người với té ngửa, số tiền hàng trăm tỷ đồng mà thi hành án dân sự Sài Gòn âm thầm thu hồi hoàn toàn không được chuyển giao một đồng nào vào tài khoản của Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Và đến đây không còn cách nào khác, Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương Việt Nam buộc phải phát một cái văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu can thiệp để thu hồi tài sản tổn thất để trả nợ cho Ngân hàng Công Thương. Theo Phó Giám đốc Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương Việt Nam, nhiều lần chúng tôi có công văn gửi tới thi hành án dân sự thành phố đề nghị họ phải cho biết thi hành án phần tài sản mà EPCO thu hồi trả cho Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương theo bản án mà tòa án đã tuyên, nhưng đều nhận được một cái sự im lặng đáng sợ. Tương tự như vậy, thưa quý vị, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, những cái khoản nợ của Ngân hàng Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, tổng số tiền mà các bị cáo phải thi hành lên tới 226.012.000.000 đồng và số tiền thi hành án được là 111.374.607.495 đồng tại cái thời điểm năm 2006. Toàn bộ số tiền này do Ngân hàng Ngoại thương xử lý, phát mãi, thu từ các nguồn khác, chứ hoàn toàn không có một khoản nào được chuyển giao từ thi hành án dân sự. Và hiện nay số dư nợ từ vụ án này của Ngân hàng Ngoại thương là rất lớn mà thi hành án dân sự chưa có câu trả lời. Thưa quý vị, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đặt một cái câu hỏi là tiền thu từ thi hành án đã được chuyển đi đâu? Thưa quý vị, theo báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, vụ tiêu cực tại thi hành án dân sự thành phố nó có liên quan đến các cái chấp hành viên của thi hành án. Những người này đã giúp sức cho 5 hộ dân chuộc lại hơn 30.000 m2 tại phường An Phú, quận 2. Đó là lô đất mà EPCO đầu tư từ năm 1992. Theo báo cáo của tổ công tác thuộc Thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án, các chấp hành viên tại thi hành án dân sự thành phố họ đã áp dụng quy định trái pháp luật trong việc thu tiền của các hộ dân mà EPCO bồi hoàn. Số tiền này thay vì phải giao cho Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương Việt Nam thì các chấp hành viên đã chi trả cho một số đối tượng không nằm trong diện thi hành án của vụ án này. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đến đây một cái câu hỏi đặt ra là vậy số tiền này và hàng chục, hàng trăm tỷ đồng sau này mà EPCO thu hồi để trả cho các ngân hàng và chuyển giao cho Tòa án Dân sự thành phố bây giờ nó đang nằm ở đâu?
và một thành viên trong tổ công tác liên ngành đã nói với báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện nay chỉ quy trách nhiệm liên đới đối với một chấp hành viên có tên là Bùi Liên Hiệp và trưởng phòng thi hành án dân sự Lương Vĩnh Phúc trong tổng số tiền 1,2 tỷ đồng thu hồi của các hộ dân kể từ năm 2001-2003. Còn các cái khoản khác thì cơ quan thi hành án dân sự không muốn làm rõ. Chỉ khi nào cơ quan điều tra vào cuộc thì mới làm rõ và trả lời. Thưa quý vị, có nghĩa là hàng trăm tỷ đồng ở cái giai đoạn 1993 mà của Apple còn nợ các cái tổ chức tín dụng mà cơ quan thi hành án của thành phố Hồ Chí Minh người ta thu hồi cuối cùng, bây giờ số tiền đó nằm ở đâu, như thế nào cũng không có câu trả lời. Thưa quý vị, chưa hết, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, không chỉ trực tiếp đứng ra thu tiền thay cho Apple, mà thi hành án dân sự thành phố còn có rất nhiều quyết định cưỡng chế thi hành án trái phép luật, thậm chí phong tỏa tài khoản hợp pháp của Apple với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng mà tòa án đã tuyên để lại cho Apple để duy trì hoạt động. Vì Apple phải hoạt động thì mới có tiền để thi hành án. Vậy mà không hiểu lý do gì, tháng 8 năm 2006, chấp hành viên ông Trần Văn Hảo lại ký một cái công văn yêu cầu Apple trong 7 ngày phải chuyển toàn bộ số tiền vào cái thời điểm đó trong tài khoản là 8 tỷ đồng vào tài khoản của thi hành án dân sự thành phố. Thậm chí thi hành án dân sự thành phố còn phong tỏa và vét sạch số tiền còn lại của Apple trong tài khoản ngân hàng. Và đó là lý do công ty Apple buộc phải chấm dứt hoạt động. Song có một cái vấn đề mà theo báo Giải Phóng đặt ra là vậy cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thu tiền từ công ty Apple họ chuyển đi đâu? Tại sao không giải thích và trả lời với ông Liên Khui Thìn? Thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái vụ án xử lý những cái tài sản, thưa quý vị, như chúng ta đã biết, ngày 29 tháng 6 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có một cái văn bản số 55 thông báo cảnh sát kinh tế phòng 10 gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 để thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn. Theo đó, các cá nhân đã lợi dụng thời gian ông Liên Khui Thìn chấp hành án phạt tù trong cái vụ án Apple Minh Phụng và một số thành viên của cái công ty Hồng Long đã có các cái hành động chiếm đoạt tài sản. Và thưa quý vị, một cái điểm đáng chú ý đó là trong giai đoạn đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản của vụ án Minh Phụng Apple. Đây là một cái vụ án đặc biệt có giá trị về tài sản rất lớn tại thời điểm đó. Theo đó, các bị cáo Tăng Minh Phụng và Liên Khui Thìn cũng như các cái doanh nghiệp thuộc hai nhóm Apple Minh Phụng có trách nhiệm phải bồi thường thanh toán cho 6 ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng với tổng số tiền khoảng 6.000 tỷ đồng và 32,6 triệu đô la Mỹ tại thời điểm năm 2003. Thưa quý vị, và cái vụ án đó nổi lên trong cái giai đoạn hiện nay được cho là nó còn liên quan tới cái vấn đề đấu đá nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và người ta đang hướng tới cái việc để cho ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, sử dụng cái vụ án của ông Liên Khui Thìn là một cái đòn phản tấn công ngược lại ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như ông Phạm Minh Chính, mà được ông Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh. Và một cái điều đáng chú ý đó là trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt là ngày hôm nay, báo Sài Gòn Giải Phóng đã liên tiếp có cái series bài viết điều tra về những cái tài sản thất thoát của cái vụ án Apple Minh Phụng mà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trưởng ban chỉ đạo giải quyết những cái nợ nần đó phải chịu trách nhiệm. Và một điều chúng tôi nói với quý vị đó là xung quanh những việc thất thoát tài sản của Apple Minh Phụng với giá trị cho tới thời điểm này lên tới hàng chục nghìn tỷ mà nó có rất nhiều rắc rối liên quan tới việc thi hành án. Theo đó, người ta cáo buộc ông Nguyễn Tấn Dũng do lơ là quản lý, thậm chí còn có những cái hành động bật đèn xanh cho những cái người thân lợi dụng đã khiến cho nhiều tài sản bị định giá quá thấp, gây thiệt hại cho bản thân các cái bị cáo.
và kết quả định giá khối tài sản của hai nhóm Minh Phụng và Epco. Mà nhiều quý vị đã biết, những cái hình ảnh trong phiên tòa này có những cái luật sư bảo vệ cho Tăng Minh Phụng và Liên Khui Tìm đã phải rơi nước mắt khi nghe kết quả thẩm định tài sản do ban chỉ đạo xử lý nợ của Epco Minh Phụng. Mà theo các luật sư cho biết, mỗi mét vuông đất lúc đó tính bằng 3 cây kem bán ở hiệu kem Tràng Tiền ở Hà Nội. Và thưa quý vị, sau khi ra tù, ông Liên Huy Thìn, nguyên tổng giám đốc công ty Epco, đã cáo buộc cơ quan thi hành án, đặc biệt là cơ quan xử lý nợ của Nguyễn Tấn Dũng, đã có những cái việc buông lỏng quản lý và gây ra những cái tình trạng thất thoát tài chính của bản thân ông Liên Huy Thìn và các cái cổ đông. Thậm chí ông Liên Huy Thìn còn khẳng định công ty Epco Minh Phụng của Liên Huy Thìn và Tăng Minh Phụng hoàn toàn là cách kinh doanh, và đó chỉ là cái cách mà ông Tăng Minh Phụng và ông Liên Khưu Thìn với một cái chủ trương moi tiền từ các cái ngân hàng nhà nước trong một cái giai đoạn mà cái tình trạng lạm phát ở cái mức 3-4 con số và không có cái lợi nhuận nào, bằng cách moi tiền từ các nhà băng của ngân hàng đầu tư vào các bất động sản. Để rồi sau một thời gian khoảng 1-2 năm thì những cái giá trị bất động sản vào cái thời điểm 1990 đến 2000 cho đến nay nó có giá trị hàng trăm lần so với thời điểm đó. Theo nhận định của ông Liên Khui Thiền, nếu Tăng Minh Phụng và Liên Khui Thiền trường vốn không phải vay ngân hàng thì đến nay sẽ nhận được những cái khối tài sản khổng lồ khó có thể đếm xuể. Thưa quý vị, có một cái điều đáng chua chát mà ông Liên Khui Thiền nói với báo Sài Gòn Giải Phóng rằng nội vụ của cái vụ án Epco Minh Phụng đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Và đặc biệt ông Liên Huy Thìn cho biết có nhiều tờ báo, tạp chí, kể cả các cái báo, tạp chí uy tín của nhà nước, những cái cơn vị báo chí nhận những cái tiền quảng cáo khổng lồ của công ty Minh Phụng và công ty Epco. Vậy mà đến khi cái vụ án Epco Minh Phụng xảy ra với các cái bản án tử hình cho ông Tăng Minh Phụng cũng như ông Liên Huy Thìn, thì chính các cái tờ báo và tạp chí là những cái đơn vị ăn tiền quảng cáo nhiều nhất của Tăng Minh Phụng cũng như Epco, cuối cùng lại buộc tội các cái bị cáo một cách đèn thép nhất. Tuy nhiên thưa quý vị, ông Liên Khui Thìn đã được đặc xá vào ngày 2 tháng 9 năm 2009 với một cái phần trách nhiệm dân sự mà ông Liên Khui Thìn phải liên đới bồi thường cho nhà nước là 481 tỷ đồng trong tổng số khoản nợ mà Liên Khui Thìn phải trả là 1.051 tỷ đồng. Tuy nhiên trong cái thời gian trong tù thì Liên Khui Thìn đã trả nợ cho nhà nước với một cái số tiền 569 tỷ. Và như vậy, đó là lý do tại sao số nợ ông Liên Khui Thìn hiện nay là 481 tỷ đồng. Và theo Liên Khui Thìn, chỉ cần bán một cái đất bất động sản cỡ chung của ông Liên Khui Thìn thuộc sở hữu mà thôi thì hoàn toàn trả nợ tất cả những cái món nợ mà Liên Khui Thìn còn nợ của nhà nước hiện nay. Tuy nhiên ông Liên Khui Thìn cho biết vì nhiều lý do, một số cơ quan tố tụng đã bỏ sót hoặc áp dụng các cái tính toán không thực tế và khiến cho một cái khối lượng tài sản có giá trị rất lớn của ông đã bị mất đi. Và đặc biệt cơ quan thi hành án nhận chỉ thị của cái cơ quan xử lý nợ của Epco Minh Phụng đã định giá các cái tài sản phát mãi rất rẻ. Song có một cái điều mà ông Liên Khui Thìn muốn nói, đó là các cái tài sản đó sau khi được phát mãi rơi vào tay một số người thân của các quan chức cao cấp thì nó được bán lên với cái giá theo sát giá thị trường, có giá trị gấp cả chục lần, thậm chí cả trăm lần. Theo ông Liên Khui Thìn, tôi là người phải thi hành án, nhưng ngược lại tôi lại không có quyền thi hành án. Tôi đã bị tước quyền dân sự đối với tài sản và cổ phần của tôi tại các công ty. Và điều đó làm cho cái việc thi hành án của tôi đến nay vẫn chưa xong. Và một cái điều đáng nói, theo ông Liên Khui Thìn, phần lớn các cái tài sản hiện nay đã bị lọt vào tay các cá nhân và nhóm lợi ích của các quan chức cao cấp nhà nước. Trong đó nhiều cá nhân là cán bộ trong bộ máy nhà nước đã sử dụng các cái thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của tôi. Đó là những cái tài sản thi hành án của nhà nước. Thưa quý vị, theo ông Liên Khui Thìn, khối tài sản của tôi đã bị người ta chiếm đoạt dưới nhiều hình thức
chẳng hạn như tài sản thế chấp của tôi ở một số ngân hàng thương mại. Khi ngân hàng nhận thế chấp tài sản của tôi thì họ đánh giá rất thấp. Khi họ thu giữ và bán cho các đối tượng sân sau thì bán với giá rất rẻ, không qua đấu thầu, nhưng mà sau đó được chuyển nhượng với giá gấp hàng chục lần, thậm chí cả trăm lần. Đó là chưa kể một số người thân bên vợ của ông Liên Khưu Thìn đã hô biến các cái tài sản của ông Liên Khưu Thìn. Người ta hô biến các cái tài sản của công ty thành tài sản của các cá nhân. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.